Vehicle, Woman, Pizza, Iceland, and Meadow. Mình ngỡ là mình đã phát âm chuẩn những từ đấy rồi, tuy nhiên cuối cùng mình vẫn bị sai hết. Vậy câu chuyện ở đây đó là phát âm vô cùng quan trọng trong tiếng Anh. Nó là tiền đề cho những kỹ năng nghe và nói. Liệu mình có nghe được audio nói gì và mình liệu có nói được cho người ta hiểu hay không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học về phần phát âm nhé. Đối với những bạn beginner mới học tiếng Anh thì các bạn nên tiếp cận với bảng phiên âm quốc tế IPA, International Phonetic Alphabet. Trong bảng này thì sẽ có 44 âm và được chia làm hai phần chính. Đầu tiên đó là nguyên âm, đó là vowels. Và phần thứ hai là phụ âm, consonants. Trong phần nguyên âm thì chúng ta sẽ có nguyên âm đơn và nguyên âm đôi các bạn nhé. Và thực ra thì bảng phiên âm này có những mẹo để các bạn có thể dễ ghi nhớ hơn trong quá trình các bạn học nhé. Và mình có thể đưa một số ví dụ như sau. Đầu tiên với nguyên âm ngắn thì mình sẽ ví dụ cho các bạn như sau. Đối với âm này thì chúng ta sẽ đọc là e, e. Đối với âm o thì chúng ta sẽ nói là o, o. Vậy các bạn thấy rằng nó ngắn và nó hơi trầm không nào? Đối với nguyên âm dài thì ví dụ như là âm này chúng mình sẽ đọc là i, i. Nó hơi dài và nó hơi cao một tí các bạn nhé. Thực ra thì khi mà mình phát âm ở trong câu thì nó không thể tuyệt đối về phần ngữ điệu được. Tuy nhiên các bạn hãy cố gắng chuẩn từng âm trước và sau đấy hãy cố gắng để ghép vào từ vựng và dần dần ghép thành câu và nói thật là chuẩn các bạn nhé. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về phát âm cơ bản từng âm một ở trong bảng phiên âm quốc tế. Bên cạnh đó, để nâng cao hơn và đẩy nhanh tốc độ nói của mình thì chắc hẳn các bạn sẽ cần phải học những mẹo nối âm giảm âm. Và thực ra thì trong quá trình mà mình giảng dạy ở trên lớp thì mình cũng chia sẻ cái này rất kỹ với học viên của mình. Và nếu như các bạn mong muốn có thể học lại phát âm từ đầu thì mình sẽ gửi tặng các bạn, hãy comment ở phía dưới nếu như các bạn cần nhé. Các bạn ơi, thay vì chúng ta học từng âm một trong bảng phiên âm quốc tế và sau đó chúng ta mới học từ vựng thì trong quá trình mà các bạn học từ vựng theo chủ đề thì hãy cố gắng chuẩn luôn về phiên âm các bạn nhé. Ở đây thì mình có một số ví dụ như sau. Try, try. Best, best. Speak, speak. Và sau khi các bạn học từ vựng đơn lẻ rồi thì hãy cố gắng để ghép những từ đó thành một câu và thực hành các bạn nhé. Ví dụ như sau. I try my best to speak like a native speaker. I try my best to speak like a native speaker. Như vừa rồi các bạn thấy là mình nói câu này rất nhanh. Vậy thì đây là kết quả của việc mà mình phát âm chuẩn từng từ và sau đó mình cố gắng đẩy nhanh tốc độ và tự động những từ sẽ kết nối lại với nhau. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chuẩn lại những âm mà đầu tiên mình phát âm sai nhé. Ở đây thì mình sẽ dùng công cụ đó là Oxford Dictionary. Ok, đây là một cái từ điển rất là đáng tin cậy. Rồi đầu tiên, đối với từ vehicle, no, chúng ta cần đọc là vehicle. Matter, meter. Iceland, island. Woman, no, women. Pizza, no, pizza. Mình đã chia sẻ với các bạn về tầm quan trọng của phát âm và cách học phát âm từ đầu như thế nào. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi tới tận giây phút này của video clip. Và mình xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới nhé. Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.